Xin kính chào quý vị và quý cư dân. Quý vị và quý cư dân đang theo dõi bản tin cư dân Midnight State. Bản tin tuần này của chúng tôi có những tin chính sau đây. Kính thưa quý vị và quý cư dân, tiện ích tuyến xe buýt New State Hoàn Kiếm, New State Mỹ Đình hiện đang là một trong các dịch vụ được cư dân sử dụng nhiều nhất. Trong tuần vừa qua, Ban Quản lý Tòa nhà đã có những báo cáo về hiện trạng sử dụng các tiện ích của tòa nhà với chủ đầu tư, và chủ đầu tư đã phê duyệt tăng thời gian kéo dài sử dụng tiện ích tuyến xe buýt lên 2017. Tuyến xe buýt được triển khai áp dụng từ tháng 3 năm 2014 với lịch trình xe buýt có 2 tuyến Hillstead Hoàn Kiếm, Hillstead Mỹ Đình. Cho đến nay, 2 tuyến xe buýt hoạt động tốt phục vụ cư dân Midnight State. Trong tuần vừa qua, chủ đầu tư đã phê duyệt kéo dài thời gian vận hành tuyến xe buýt miễn phí đến hết tháng 2 năm 2017. Hy vọng với những tiện ích trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho quý cư dân. Cũng trong tuần vừa qua, Ban Quản lý Tòa nhà đã tiến hành cho bộ phận làm sạch của tòa nhà, tiến hành vệ sinh các mái hiên của tòa nhà CT1, CT2, CT3, CT4 và CT5. Mái hiên tại các sảnh của tòa nhà có độ cao trên 4 mét. Việc làm các mái hiên nhằm đảm bảo mỹ quan của tòa nhà, cũng như khơi thông đường thoát nước tại các mái hiên nhằm hạn chế nước đọng trên mái có thể là nơi sinh sản và phát triển các loại ký sinh trùng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cư dân. Để thực hiện được công tác trên, Ban Quản lý Tòa nhà rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các căn hộ đang sinh sống tại tầng 1 của tòa nhà CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 để công tác được thực hiện thuận tiện, nhanh chóng và an toàn. Kính thưa quý vị và quý cư dân, theo kế hoạch đầu tháng 7, Ban Quản lý Tòa nhà sẽ tổ chức lớp dạy bơi miễn phí dành cho con em đang sinh sống tại tổ chung cư Midnight State. Đối tượng áp dụng là con em cư dân đang sinh sống tại tổ chung cư Midnight State có độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi. Hiện tại, Ban Quản lý Tòa nhà đang áp dụng với 2 lớp. Lớp 1 tổ chức vào 9 giờ đến 10 giờ sáng ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Lớp 2 được tổ chức vào 9 giờ đến 10 giờ sáng ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7. Các em dưới 1m3 được miễn phí vé vào cửa. Các em trên 1m3 phải mua vé sử dụng bể bơi theo quy định. Quý cư dân vui lòng đăng ký tại văn phòng Ban Quản lý Tòa nhà khi đi mang theo hộ khẩu và giấy khai sinh để Ban Quản lý Tòa nhà xác minh độ tuổi cũng như thành viên của gia đình. Mọi thắc mắc, quý cư dân vui lòng liên hệ theo số điện thoại hotline 0904 733 855 hoặc 0432 67 6868 trong giờ hành chính để được hỗ trợ thông tin. Một số tin chính trên đã kết thúc bản tin tuần của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và quý cư dân. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.